Hello. Nhìn yêu quá, không nói nên lời luôn á. Bu là bu thích to mũi hay là thích bụng bự? Thích à? Câu này đốt nhà là bụng bự, nhiều mỡ chút càng tốt. Hôm nay anh mặc một chiếc áo màu cam. Em nhìn em rất là ham. Trời, hai chúng ta thật là hãy đi ăn với nhau. Trời ơi. Trời ơi, em phải chỉ chua thôi mà. Chỉ là cúi nhẹ thôi mà. Ôi, chỉ cần cúi nhẹ thôi xong nó sớm. Trời ơi, đẹp trai lắm. Dekuma, một sản phẩm dành riêng cho da mụn. Dekuma, hết mụn viêm, hết thâm sẹo. Anh à, bình thường á là nhan sắc của em trong cái phim trường này. Hôm nay ai đính cái gì trên mặt em mà mấy cục vàng vàng giống như mới khậy mụn hay là gì vậy sao? Đâu anh, cái này là hot trend, cái này là wow. Modern. Modern, anh không cập nhật hả? Một lát nữa đây, anh vừa trong cánh gà nhìn thấy một cô bé nhỏ nhắn mà bộ đồ của cổ phải nói là đỉnh cao của thời trang Paris. Paris anh? Trời, đẹp lắm. Ủa à, cổ từ nước nào về vậy anh? Một lát ra giới thiệu bằng tiếng Pháp cho em nghe. Với nhan sắc của ba người chơi ngày hôm nay. Dạ, em chào em tiếng Pháp, chào... tiếng Pháp. Bonjour. Cô bé. Em biết em thấy tiếng Pháp nó hay có e-e-te-te rồi này kia nọ. Em thấy không, ngày hôm nay ba nhan sắc của người chơi đầu tiên em thấy như thế nào? Quá tuyệt vời. Em phải nói là em cảm giác là như là mình bị lu mờ á. Mình không còn tỏa sáng như là bình thường nữa. Mình đã cho bộ đồ gọi là nổi nhất của tụi mình rồi mà vẫn không thể nào chặt lại khách mời không được. Không phải đâu, em nhìn thấy giống như là đây cô cháu và đây là ông chú. Ông chú dẫn cháu đi đâu hả? Nãy giờ chúng ta bàn luận quá nhiều về thời trang rồi mà chúng tôi vẫn chưa biết bạn là ai. Cần giới thiệu tên đi nào. Có gì hả? Xin chào mọi người. Dạ em tên là Puka. Dạ cái Puka. 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 Dạ, thật ra đọc cho sang thôi chứ thật ra nó là Puka. Dạ, em tên là Puka và em đến từ đất nước Australia. Dạ, xin chào mọi người. Con bé năm ở dưới cực hơi. Con bé năm đi. Mà là Australia. Em ở Đồng Tháp. Ai ép chơi vậy? Cái kiểu đến cái chương trình là phải diễn vậy đó. Đó, đúng rồi, đúng vậy. Và đội bạn lấy tên là gì nào? Dạ, đội của chúng em đã sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ. Đắn đo. Cho nên là chúng em đã suy nghĩ ra được một cái tên của đội chúng em. Nào, tên gì nào? Đội. Cái gì vậy? Dạ, đội. Hết sống thời gian em ơi. Dạ, đội. Không, đội, đội em tên là đội. Đội của em tên là đội. Anh biết ý nghĩa, anh chị biết ý nghĩa tại sao không? Tại sao, tại sao vậy? Tại vì bọn em trông rất liên quan tới nhau. Bọn em rất là gắn kết với nhau từ trên game show lẫn ở ngoài đời. Thế nên là bọn em dùng một từ duy nhất thôi. Thì anh bớt giải thích lại, càng giải thích càng tập bậy. À thế hả? À? Đội em tên đội cho nó xúc tích ngắn gọn và đầy đủ ý nghĩa. Sao đặt cái tên đỏn ha? Đội. Hơi cục. Em không biết là tương lai của đội ngày hôm nay sẽ đi đến đâu đây. Hai. Sao bu? Em sao cũng được. Em sao cũng được. Đội đội chơi trước đi nè. Vậy là đội chơi trước. Thì nói. Vì trong thành viên trong nhóm em có một người rất là thích quảnh thù xì mà anh sao vậy? Nè, đứng lên quảnh đi. Quảnh thù xì cho vui. Anh thôi, anh vui thôi. Anh chơi. Đó. Mình lên đi mình. Lên đi mình. 3 2 1 rồi xong. Đòi gì không biết đòi gì cho thua. Em cũng biết. Xin mời đội. Xin mời đội đội. Ủa mà đội chứ hả? Là thua là lên á. Ủa thường là thắng là quyết định mà. Gồng nè, gồng nè, gồng nè. Thốn nè, thốn nè, thốn nè bu. Hai kẹp hả anh? Mỗi bên mới có một kẹp hả anh? Đúng rồi. Các bạn là đang gượng cái gì đó. Hơi gượng. Đang gượng. Cái nét tự thưởng của chị đâu bu? Đang tự hưởng nè. Hơi ngượng nha, cái nét hơi ngượng nha. Em sao vậy? Không giống cái nét. Chị nói em là phải ra cái giọng hát của chị. Dơ. Mưa trôi. Lạc rồi. Hơi cao, tông thấp xuống xíu. Thấp lại nè. Mưa trôi cả bầu trời nắng, chưa theo những nỗi buồn. Wow. Em làm thơ hả Phúc ca? Trong lệ nhà mây đắng. Mày đắng luôn. Đắng đó hả chị? Đắng. Con bé khóc theo lời bài hát còn em... ai nữa? Ủa cái gì vậy anh Huy? Chị để đây, chị để yên đây, chị để yên đây. Ông Huy kẹp kiểu gì vậy? Anh Huy bước qua bên đây. Anh kẹp cái gì? Gái đẹp của người ta là qua bên đó tháo gỡ cho người ta. Anh kẹp cái gì mà anh kẹp cái tóc em vô cái này luôn là sao hả? Em tạo tiếng rất là giống. Vì thì em tạo tiếng chó sủa giống chứ có nhiều người ta đâu tạo giống được vậy đâu. Chẳng hạn có cần có cốt hay sao giống dữ.
cả. Chị nghĩ là chị em mình cũng có cái tình chị em thân thiết á. Dạ. Ok, chị sẽ để ý em từ đây cho tới cuối chương trình ngày hôm nay. Mình không lại với chị ơi. Đội này sao? Đội này đâu? Mất lòng nghệ sĩ. Ba bạn cùng mở cái tai nghe ra nha để nghe các bạn đặt câu hỏi nha. Dạ, cho em hỏi là em đang chơi gì vậy? Em phải đoán xem là người nào đang nghe tiếng chó sủa. Em không biết nữa, em chỉ nghĩ là em phải bất công với đôi em quá. Đúng rồi, chơi cái trò rất là bất công luôn á. Cái trò này nó chơi cái trò vừa nãy vậy. Cái trò này nó dễ đoán hơn cái trò này nhiều. Anh nhìn tay em nè. Cái trò này khó mà dễ đâu. Trò này khó đó. Đúng rồi, rất là khó đoán. Nhưng mà anh đoán được, anh giỏi lắm á. Bạn cử ai? Đội chị lên đi. Mà lên làm gì vậy? Chị lên lại diễn như vừa nãy đó. À, diễn đánh lừa hả? Đúng rồi. Dạ. 3, 2, 1, bắt đầu mô tả về chàng trai đi nào. Hello. Nhìn yêu không nói nên lời luôn á. Bố mắt nè. Mắt khí hàn quốc nè. Vậy có bụng bự không? Hả? Bụng bự không? Không, body 6 múi chuẩn nha. Đó, nói rồi. Mà bu là bu thích 6 múi hay là thích bụng bự? Thích hả? Câu này đốt nhà là bụng bự, nhưng mà ở chút càng tốt, nhưng mà đây cũng ngon lắm. Rồi, cảm ơn Buka. Tiếp chết ngọt. Buka. Mình mua qua giai đoạn cho những người có gia đình được không? Không, anh ấy sẽ tự hào về Buka lắm. Nào, họ nè, không ghen đâu. Sao? Ghen đâu? Không ghen đâu, không ghen đâu. Sao hiểu mà. Quay bằng chỗ khác. Nhìn thẳng ta sao ta ấy được. Trời ấy được. Được ghê quá. Chu nè, hai ba hôn nè. Trời ơi. Trời ơi, em phải chi chu thôi mà. Em chỉ cần cúi nhẹ thôi mà. Ủa, chỉ cần cúi nhẹ thôi xong nó xong. Trời ơi, đẹp trai lắm. Sao? Đúng không? Có nghĩa là kiểu Buka nhìn cuốn mà vẫn thân thuộc. Nói câu là mọi người đừng có đụng tới những người có gia đình được không? Câu đó chỉ là câu dối lừa thôi. Thực chất bên trong là một chú cún rất là dễ thương. Buka, tỏ tình đi nào. Thực sự... Ủa, tỏ thiệt luôn hả anh? Thiệt á. Em không muốn nói nhiều đâu. Đạp được không? Ngày hôm nay anh... Tỏ tình gì bạo lực quá vậy? Tỏ tình gì bạo lực? Đó là hay đạp á, ở nhà mình giấu hay vậy? Em muốn tỏ tình sao em tỏ tình đúng chứ rồi. Đúng không? Thì anh thắc mắc ngồ ngồ thôi, nhưng thú vị dạ. Lắm. Không lẽ hồi trước anh Nhật Tiên anh cũng từng chứng kiến những cảnh này sao trời? Chị, không phải chị, Vu đạp nhiều mà bụng anh Tiên nó bự á chị. Là bị chấn thương á chứ không phải bị mập đâu chị. Ngày hôm nay anh tất cả sao nói được vậy. Ngày hôm nay anh mặc một chiếc áo màu cam. Em nhìn em rất là ham. Trời ơi. Màu cam hả? Em chị nhận màu cam nè. Em chỉ muốn đừng sao, em đừng được, sao, đừng sao. Muốn đăng ký cái vòng, em vòng. Đang mặc một chiếc áo màu xám. Nhìn rất là nám. Và hai chúng ta thật là hãy đi ăn cám. Nhau. Ăn cám. Ăn cám. Thôi mệt quá. Tỏ tình ơi, gì vậy? Ngại lắm luôn á, tự nhiên đứng trước mặt người ta vậy nói thì sao nói được. Ông kiếm xỉu tên ơi. Bé giờ không dám nói luôn. Nhưng vật chánh. Tỏ tình đi Bu. Những lời ngọt ngào hồi nãy. Đứng lên luôn. Bu đang dành cho ai? Đừng nói con của Bu nha. Đừng nói con Bu hả? Nói câu nghe chơi. Thật ra chúng mình đã thuộc về nhau từ lâu rồi. Mà hồn giết gì hết tên à. Không hề có hồn giết gì luôn á. Mình ngồi mình nói chuyện mà như mình nói một mình vậy, không hề hồn vía mắt khí nữa thấy không? Bốn mắt rõ ràng không, mặc chiếc áo màu cam. Em rõ ràng.